Quảng Lăng, ở nơi đó nàng được sống ngắm đêm với cuộc đời bình thản, rồi sẽ quên dần bao kỷ niệm ngày xưa. Lần sau cuối rồi trên dấn thân vào trong gió bụi, khi anh tà dương vừa bức dạng dưới chân đồi. Dù muốn dù không xin giá biệt trọn đời, cho trà qua lý đường ngắm im nơi hạnh phúc, cho tôi nói tiếp đoạn đường gió bụi rợn trắng. Nhìn những giọt nước mắt của em lăn dài trên má, lòng của tôi đang xúc động đớn đau, để lòng tôi chịu nắng thương sầu. Biết ngày mai này mình sắp chia tay vĩnh viễn, một mình ảnh tôi tuổi ngọn gió tàn đông bắt đầu trở lạnh giao cắt thịt xương. Hồ cô nữ đang tranh lòng hoài cảm, tình trăng về dưới ánh già xưa. Tôi sẽ đứng trên một trên đa chùa, mắt hướng về phương ấy bình bờ xa. Núi rừng xanh u mình trong mà hồn cũng bên nhau còn gì đâu nữa. Đã chi em tình ta cách xa giờ đành chia xa duyên, tình ta đôi nhớ chi nhiều liên lưu chi nhiều chi làm khổ nhau thôi. Ta rằng chia xa em mới có ai chiều sầu, chiều sầu cho ai. Dạ con xin nghiêng nghiêng vào nơi của chú anh chị, cùng để trả lời chương trình cho chú anh chị, trả lời tiếng hát của nghệ sĩ Anh Thư.